Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 2, kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người thầy thuốc và những người đang công tác trong ngành y. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công mới, xứng đáng với sự trân trọng và tôn vinh của xã hội, lương y như từ mẫu. Thưa quý vị, đối với Bà Rịa Vũng Tàu, những năm qua, ngành y tế tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết, hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Toàn ngành đã nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao phó. Các chương trình, mục tiêu của ngành đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được duy trì, đạt mức sinh thay thế, chất lượng dân số được nâng cao. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm. Công tác khám chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, đội ngũ nhân viên y tế của Bà Rịa Vũng Tàu luôn là lực lượng tiên phong ở tuyến đầu. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, toàn ngành y tế đã vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, huy động mọi nguồn lực cùng với các lực lượng tuyến đầu khác tập trung phòng chống dịch trên tất cả các hoạt động, giám sát, điều tra dịch tễ, cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị, hậu cần. Qua đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từng bước kiểm soát được dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh cũng đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị, hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19, vai trò của ngành y tế, trong đó có y tế cơ sở, đã được khẳng định. Những đóng góp của ngành y tế là rất to lớn. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, ngành y tế còn phải bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân như bình thường. Để làm được điều đó, họ đã nỗ lực gấp bội trong thời gian dài, mà nhiều người quen gọi là làm việc với 200% công suất. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế. Trong đó, như lãnh đạo Sở Y tế chia sẻ, ngành tiếp tục tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh có các chính sách hỗ trợ và thu hút nhân lực trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế. Toàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, lòng yêu nghề, nâng cao y đức để nhân viên y tế phát huy hết năng lực, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, khắc phục hiện tượng chảy máu chất xám. Sẽ bố trí nhân lực hợp lý, đổi mới quản lý kinh tế, y tế, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ y tế, tạo môi trường làm việc thân thiện để cán bộ nhân viên của ngành yên tâm công tác và gắn bó với nghề, tận tâm phục vụ người bệnh. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, 2022, thay mặt những người thực hiện chương trình, một lần nữa, xin kính chúc đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, mạnh khỏe, luôn tâm huyết với nghề, tiếp tục vượt qua khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.